Rồi xin chào anh em nhé. Thì nay em review cho anh em là một bộ combo 3 món, bao gồm một khoan, một vít, một rút rivet. Bộ combo này là dành cho những anh em nào làm bên nhôm kính nha. Đó, thì rút rivet chủ yếu phục vụ cho nghề nhôm. Đó, thì bộ này bao gồm một con khoan 3 chức năng để anh em khoan tường lỗ 6 ly để anh em bắt nhôm kính tủ kệ này. Đó. Rồi một con bắt vít để bắt vít nhôm này. Đó. Và một con rút rivet để anh em rút rivet. Đây, đây là con rút rivet. Đó. Rút rivet 12V của Miyuki nha anh em. Có sẵn 3 đầu hút rút rivet cho anh em này. Đó. Thì bộ này đang có giá rất là tốt. Anh em nào quan tâm có thể liên hệ em. Đang có chương trình này. Bộ này sẽ được tặng hai cục pin này sẽ là free nhá. Và cái sạc này sẽ được miễn phí. Là bao gồm miễn phí một pin 2A, một pin 4A, một sạc khi anh em mua 3 thân máy này. Đó, được tặng thêm một cái thùng đựng combo 3 máy luôn. Đó, anh em nào có quan tâm đến bộ này thì liên hệ em. Đó. Một khoan, 3 chức năng, một vít, một rút rivet. Đó, anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ em nhé. Con này sử dụng điện tử nha, cho nên là anh em muốn tăng tốc anh em cứ vặn số lớn lên. Đó, cho đến nấc khoan nó ngắt điện tử và tăng tốc điện tử luôn. Khoan lỗ tường 6 ly 8 ly thoải mái nha anh em. Khoan nhẹ nhàng luôn đó. Đó, thì anh em nào quan tâm bộ này thì liên hệ em. Đó, combo 3 món. Khoan vít rút rivet. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video.